Hi. Xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình xin nói về cách so sánh số thập phân với một số tự nhiên. Được chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ cho một cái ví dụ liên quan về số thập phân, và bước hai mình sẽ cho hai cái số, một số thập phân và một số tự nhiên, để cho các bạn biết cách so sánh số thập phân với số tự nhiên. Được chưa? Thì ví dụ về số thập phân các bạn, đây. Đây, đây là số thập phân. Vậy số thập phân là số mà có thứ nhất phải có dấu phẩy. Thứ hai, cái số trước dấu phẩy người ta gọi là phần nguyên. Phần nguyên, được chưa? Số sau dấu phẩy người ta gọi là phần thập phân. Phần thập phân. Được chưa? Đó được gọi là số thập phân. Tiếp tục số tự nhiên. Số tự nhiên ví dụ như 40 40 2 đi. 42 được gọi là số tự. Đây được gọi là số tự nhiên. Được chưa? Số tự nhiên. Tự nhiên. Được chưa? Vậy số tự nhiên chính là chỉ có phần gì thôi à? Đây được gọi là phần nguyên. Nếu mà các bạn xét về số thập phân thì 40 4 42 chính là 42 phân, để mình viết ra 42 phân phất không đó các bạn, đó được chưa? 42 phất không đó, tại vì phía sau dấu phẩy không có thì mình phẩy không 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 thì cũng giống như 42 phẩy không thôi. Vậy đã mình đã chuyển cái số tự nhiên này về cái số 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 thập phân rồi thì chưa chưa à? Ở đây số thập phân có dấu phẩy, đây đây là phần phần nguyên. Ở phần nguyên, vậy vậy một số tự nhiên chỉ có duy nhất đó là phần gì thôi à? Phần nguyên thôi các bạn, được chưa? Vậy để so sánh một số tự nhiên với một số thập phân, hay là một số thập phân với một số tự nhiên, thì các bạn chỉ cần so sánh cái phần nguyên thôi. Rồi bước làm, bước một, so sánh phần nguyên. Ở phần nguyên đây, phần nguyên thôi. Đây phần nguyên của số thập phân này, còn số tự nhiên đây chính là phần phần nguyên, được chưa? Ở bước 2, ở số nào lớn, số nào ở phần nguyên lớn thì số đó lớn, thì số đó lớn. Được chưa? Ở số nào ở phần nguyên lớn thì nó sẽ lớn. Được chưa? Rồi. Ví dụ so sánh giúp mình 41,31 và 40 40. Rồi. Đây, số thập phân, đây, số tự nhiên. Vậy các bạn chỉ cần so sánh cái phần phần nguyên đó thôi. Đây phần nguyên. Đây phần nguyên. Rồi, các bạn nhìn vô, các bạn đếm nè, 1, 2, 1, 2. Vậy phần nguyên của nó có hai số, được chưa? Rồi các bạn làm từ trái sang phải giúp mình nè. 4, 4 bằng nhau 1. Như thế nào so với số 0 à? Lớn hơn số 0. Vậy 41,31 lớn hơn 40. Ok chưa ạ? Đó. Rồi, thì nếu gặp trường hợp cái phần nguyên nó giống nhau hoàn toàn, trường hợp 41,31 và 41, đây các bạn quan sát phần nguyên như thế nào ạ? À? 4411 bằng, ngày xưa khi mà phần nguyên bằng rồi thì các bạn chỉ cần so sánh cái phần thập phân rồi. Đó là chính là cái phần sau dấu phẩy, đây là số 3, còn đây không có thì các bạn nhớ đó là số số 0. Vậy 3 lớn hơn 0, vậy là 41,31 lớn hơn 41. Được chưa? Ở câu A, câu B. Vậy nói nôm na cách so sánh số thập phân với một số tự nhiên thì các bạn, thứ nhất các bạn so sánh cái phần nguyên trước. Sau khi cái phần nguyên bằng rồi thì các bạn sẽ so sánh cái phần thập phân. Cái phần thập phân, được chưa ạ? Ổn chưa ạ? Rồi mình lấy một cái ví dụ để cho các bạn thấy nha. 470,12 và
470. Thì các bạn nhân giúp mình đây, bước 1 so sánh phần nguyên này, đây phần nguyên, thấy chưa, 4 4 7 7 0 bằng nhau, thấy chưa. Khi cái phần nguyên đã bằng nhau thì các bạn so sánh tới cái phần thập phân, đây là số 1, còn đây không có chính là số số 0, vậy số 1 lớn hơn số số 0, vậy là 470.12 lớn hơn 4770. Ổn chưa? Đó. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment ở phía dưới giúp mình để mình khắc phục những cái đoạn clip sau trở nên hay và thông dụng hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye, xin cảm ơn.